Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em có xuống xã Tân Mỹ, Ba Tri, Bến Tre. Em đang bán giùm anh chủ nhà ba con bò, một bộ mẹ con và hai con cái tơ. Đây, để em ghi hình ảnh cho cô chú anh chị xem ha. Đây, Jetman, U Mỹ. Đây, em quan sát là chân móng hoàn thiện nha. Đó. Con này có cái ức, nó có giá bông bông nha cô chú anh chị. Đó. Chân móng nè, con này là tơ riêng nha, chưa rớt đầu răng nào hết, 20 tháng rồi. Đó. Em quan sát là sấy bớt nghiêm chỉnh nha, dậu yếm nè. Rồi tiếp theo con thứ hai, con này anh báo là vô tinh được 2 tháng, nhưng mà 2 tháng anh không có bao chữa nha cô chú anh chị. Đó. Rồi sấy bớt nghiêm chỉnh nè, dầu yếm nè. Đó. Thấy vú không? Rồi cặp bò này ảnh báo giá là hai con bò này 50 triệu nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào có thích thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, hoặc gọi ngay em sẽ cho số chủ nhà, rồi cô chú anh chị gọi trực tiếp cho chủ nhà nha. Cái cá mời quá. Chân móng hoàn thiện nha. Cặp này chủ nhà báo là 50 triệu. Đó. Rồi bò mẹ con. Đây. Con mẹ siêu. Đang đẻ lứa này là lứa thứ hai nha cô chú anh chị. Đó. Anh báo là con mới đẻ được 2 mấy ngày. Đó. Tại anh bác nít nguyên chuồng luôn. Đây, nít nè. Con này là tàn nhất luôn nha cô chú anh chị. Đó, em mua xác á, chân móng hoàn thiện luôn á. Nhưng con mẹ này nó thiếu rúng nha cô chú anh chị. Vú nè. Con đây mới đẻ 2 mấy ngày. Đây. Tại vì anh ấy là anh mướn đất trồng cỏ nên bây giờ chủ đất lấy đất lại, anh hết cỏ anh bán hết nguyên chuồng luôn nha chú chị. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích cứ liên hệ số điện thoại em. Mẹ đây. Mẹ này là bao loại lúa nha cô chú anh chị. Nếu cô chú chị nào thấy thích thì cho em xin một like, một đăng ký nha. Đó, mẹ đó, mẹ thằng nhất á, em lấy hết hình rồi. Đó. Hai con bò tơ. Con này anh báo là rớt hình như một đôi răng, hai đôi răng gì đó, cũng quên rồi. Đây, con này anh ấy cái giao tinh 2 tháng nhưng mà không bao chữa. Đó, giờ anh bán hết nguyên chuồng luôn á.
Nếu cô chú anh chị nào thấy thích thịt bò này cứ mua về để phát triển kinh tế nha. Đây, con này 20 tháng, tơ riêng luôn, chưa rớt đôi răng nào, móng đó. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Chân chân này đối đứng thẳng nha, chỉ có cái nó bị bong bong này tướng đó thôi. Vô đầu đây, rồi nếu anh em nào thấy thích thì cứ liên hệ số điện thoại mình để cho mình nha. Hai con water này có giá 50 triệu. Một bộ mẹ con này anh báo là 43 triệu nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào thấy thích thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình hoặc điện cho em sẽ nhắn tin số điện thoại chủ nhà. Đây, con này mẹ chùm bá luôn, mẹ là thằng nhất luôn cô chú anh chị. Tại vì giờ anh cỏ rác anh không có nên anh buộc anh phải bán em. Chân móng hoàn thiện nhưng mà con mẹ nó thiếu rúng nha cô chú anh chị. Đâu có cỏ rác gì ăn đâu, thằng là ba cây gì đâu phải không. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích nhớ cho em xin một like và một đăng ký nha. Rồi xin chào cô chú anh chị ha.